Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu về khách hàng mã can ống mì mini Lebelang hàng Đức nhé. Sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 2 năm. Đây mình có phiếu bảo hành này, dây nguồn này, sách hướng dẫn sử dụng nhé. Nồi này thì có dung tích là 1,5 lít. Công suất là tối đa là 900W. Bên trong là inox 304 này. Có vạch chia này, vung kính cường lực nha. Chúng ta cắm dây nguồn và bật công tắc. Ở đây nó có chế độ off này, min này và các cái nấc này nha. Vòng tròn chúng ta điều chỉnh đến đâu nhiệt sẽ đến đấy. Ta rất là dày dặn và chắc chắn. Đây là nút nguồn. Cái này chúng ta dùng phòng sinh trọ, sinh viên hay là dùng ăn lẩu 1 đến 2 người hoặc nấu mì, luộc trứng, nấu ăn văn phòng đều hợp lý ạ. Hàng chuẩn chính hãng, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.